xíu để cho mọi người mua được nhiều nhá. Đây có một ít nữa là cái này nhá cả nhà nhá. Mọi người biết Hà hay bán cái trà rồi đúng không? Ngày trước ấy thì Hà bán cái hũ này đúng không? Cái trà này á, nó là trà gọi là trà gì? Trà nấm đông trùng hạ thảo nhá cả nhà nhá. Mà cái túi này nó là cái túi, cái bách nha cả nhà nhá. Cái bách nó giống như là cái trà mà nó có cái túi đựng đó cả nhà. Đó, cái này này thì Hà bán nó đã là 10 đồng một hũ. Nhưng bây giờ là Hà có chị khách này, Caritas này, là đưa cái mẫu này cho Hà và nói Hà kiếm cái này. Thì Hà đã kiếm ra cái này luôn. Và cái này ấy, Hà cũng bán với giá là 10 đồng một bịch luôn nhá. Trà nấm đông trùng hạ thảo nha cả nhà nhá. Trà nấm đông trùng hạ thảo, nhớ cho Hà nha. Trà nấm đông trùng hạ thảo 10 đồng một bịch. Nếu mà mọi người lấy cái này thì nó cồng kềnh lắm và nó rất là khó này kia. Thì cho nên là cái bịch như thế này mọi người xé ra và mọi người đậy chặt nó lại như thế này cho Hà. 10 đồng một bịch nhé cả nhà nhá. Trà nấm đông trùng hạ thảo. Hà không có nhiều mấy cái này đâu, tại vì khách đặt đấy nên Hà về cho khách thôi. Còn lại thì chắc thế nào là cũng dư được một ít thôi là Hà bán thôi chứ không có nhiều đâu. Ok chưa cả nhà? Vừa bán vừa xem nè. Đấy, đây nhá nàng ơi. 10 đồng một bịch đây nàng. 10 đồng một bịch trà nấm đông trùng hạ thảo. Cái này là do Caritas dặn Hà này, Hà mới lấy nè. Đó. Bình thường Hà không bán. Hà bán cái kia kìa mà nó cũng hết rồi. Cái bịch đấy là cái hộp Hà đang uống dở á. Hảo nè, cho em một bịch nhé. Mọi người ơi, cứ mình cứ cho vào xong rồi mình cho nước sôi vào mình để đó là nó mình uống thôi. Hảo một bịch nè, xong rồi Tủy Trần một bịch nè. Ok, rồi Thanh Tuyền một bịch nè. Rồi, ok. Hà qua mã khác cho mọi người nhé. Rồi, Hà cũng có cả trà nấm linh chi và trà sâm luôn nhé cả nhà nhá. Một bịch, một hộp của nó là tới 100 gói lận nhá cả nhà nhá. Uống ghiền luôn. Em một bịch thật sự với cái này uống, cái mùi thơm của nó rất là lạ nha. Cái này nó là trà mà nó nấm đông trùng hoàn toàn, nó khác với lại nấm linh chi hoàn toàn nha cả nhà nhá. Cái mùi vị hoàn toàn nó khác hẳn á cả nhà, nó không thể nào nó lẫn vào đâu được đâu. Nó không có chung giống nhau được. Không thể nhá. Tiếp một bịch này, hay lắm, uống cái này hay lắm nha. Uống cái này hay lắm. Chị Hà bán rẻ mà. Đúng không cả nhà? Em lấy một bịch chị ghi rồi nhá, Hảo nhá. Chị ghi rồi á. Rồi. Cái nấm đấy ăn ngon lắm chị. Đúng rồi, cái nấm đấy là nấm đông trùng á. Cái nấm đấy là nấm đông trùng đó. Thúy ơi, cái sâm đấy Hà có rồi nha. Cái hũ sâm mà nó là hồng sâm ấy, ăn nó không có đắng giống như cái kia ấy. Hà đã có về.